anh em ơi, hãy cùng nhau ra khơi, ra ra khơi, đi về muôn nơi, cho muôn nơi ta niềm vui không ngơi. Ta không ngơi để tình yêu ra khơi, ta ra khơi dù bay chơi vơi, bay chơi vơi không để ta buông lời. Anh em ơi, xin đừng lo chơi vơi, mau ra khơi, tôi cũng mau ra khơi với Đức Kitô. Nào anh em ta ơi, mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta, cùng ta lướt qua qua muôn ngàn sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi, đem tin mừng muôn nơi, cùng chia sớt với hết bao người bốn phương, phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương. Đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu các một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Nào anh em ta ơi mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta, cùng ta lướt qua qua muôn ngàn sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi, đem tin mừng muôn nơi, cùng chia sớt với hết bao người bốn phương, phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương. Đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu về một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Em ơi hãy cùng nhau ra khơi, ta ra khơi đi về muôn nơi, cho muôn nơi và niềm vui không ngơi. Ta không ngơi để tình yêu ra khơi, ta ra khơi dù bay chơi vơi, bay chơi vơi không ta buông lời. Anh em ơi xin đừng lo chơi vơi, mau ra khơi tôi cũng mau ra khơi với Đức Kitô. Nào anh em ta ơi mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta, cùng ta lướt qua qua sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi, đem tin mừng muôn nơi, cùng chia sớt với hết bao người bốn phương, phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương. Đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu về một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Nào anh em ơi mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu về một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Cho con niềm phó thác và lòng trông cậy. Con không cô đơn khi người đời xa chẳng cười chê con. Con không bơ vơ giữa chân gian mây mù ngập tràn đầy. Con luôn an tâm vì biết rằng Cha vẫn ở bên sinh ra trong ngàn người, rồi Cha khẽ gọi con đi. Dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì, và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy, bước chân vào đời chứng nhận
lòng trong cây. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con, cho bao gian truân dẫu cuồng phong gian đầy nẻo đường đời, con không âu lo khi biết rằng cha sẽ ủi an con. Cho con sinh ra trong ngàn người rồi cha khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì, mà để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân tin mừng người. Cha biết con yêu đôi, xin cho con niềm phó thác và lòng trong vắng buồn xa xôi. Đông qua xuân sang dấu hè ấy thu buồn ngập vào đời, con luôn an vui vì cha là chính suối nguồn yêu thương. Con luôn an vui vì cha là dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con. Đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm ơn. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm ơn. Chúa cho con trời con như gà mẹ ủ ấm con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời bàn tay Chúa nâng đỡ con. Xin dâng lời cảm tạ cho đời con vững một niềm tin.
xin dâng lời cảm ơn. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm ơn. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm ơn hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ cho đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm ơn. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm ơn. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với Mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết Mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô thưa với Người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt Mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Quý ông bà anh chị em thân mến, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe được tác giả tin mừng thứ tư trình bày trong bối cảnh đặc biệt khi dân chúng đi theo Người. Việc dân chúng ùn ùn kéo đến với Đức Giêsu
Việc dân chúng ùn ùn đi theo Đức Giêsu Kitô bởi vì họ đã chứng kiến, họ thấy được những phép lạ mà Đức Giêsu Kitô đã làm. Câu hỏi được đặt ra, nếu như dân chúng không thấy phép lạ Chúa Giêsu làm thì họ có theo người hay không? Nếu như họ không thấy phép lạ Chúa Giêsu làm thì họ có theo Đức Giêsu Kitô hay không? Và chính Đức Giêsu Kitô có thay đổi ý định của người không? Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu đọc lại những chương đầu tiên của Tin Mừng Gioan, chúng ta sẽ thấy có những người đi theo Chúa. Họ chưa chứng kiến, chưa thấy những phép lạ người làm, nhưng họ vẫn theo người đó đi. Và nếu như chúng ta đọc tiếp chương 2 thì Đức Giêsu làm dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana. Và trong tiệc cưới đó thì đông đảo dân chúng cũng tham dự, cũng được mời gọi và cũng đều thấy. Và họ còn tranh luận với nhau về dấu lạ tại tiệc cưới này. Và liền sau đó Đức Giêsu làm dấu lạ cho con của viên sĩ quan, một viên cận vệ nhà vua. Và điều gì xảy ra vậy? Thứ đó là cả nhà đều tin vào người. Như thế có thể khi họ không thấy, có thể là khi những người ùn ùn mặc đi theo Chúa đó họ cũng chưa thấy, họ chưa chứng kiến phép lạ. Có lẽ lòng trí và đức tin của họ chưa đủ mạnh để đi theo người. Họ chưa đủ mạnh để đi theo người, đó là cái lối suy nghĩ của con người, là lối suy nghĩ của chúng ta khi chưa xác tín nơi Đức Giêsu Kitô. Và đó thực là một suy nghĩ của chúng ta ngày hôm nay. Đó là những suy nghĩ tự phỏng đoán, tự mô phỏng cho chính mình. Đó là những suy nghĩ của sự hời hợt, của sự nông cạn mà thôi. Có thể nói được là đám đông dân chúng vẫn còn đó những lối suy nghĩ thiền cận. Đám đông dân chúng vẫn còn đó cái lối suy nghĩ mà khi phải có, khi họ phải được gì đó cho cơn đói khát, được thỏa mãn, như là được chữa lành bệnh tật, được chữa lành khi đau yếu, vân vân và vân vân. Cái lối suy nghĩ của họ đã làm cho họ bị mù quáng. Thế nhưng với Đức Giêsu thì sao? Đối với Đức Giêsu Kitô, việc người đến thế gian là bởi vì lòng thương xót mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Người đến với thế gian để thực hiện lời của Thiên Chúa Cha vì lòng thương xót mà Thiên Chúa Cha ban cho cả nhân loại này. Người đến thế gian là để mang lấy tất cả những gì nhân loại này trao cho người, kể cả tội lỗi của con người. Ngài ôm lấy cả tội lỗi của con người, và cho dù con người có khước từ chối người đi chăng nữa thì người vẫn thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đã hứa tặng ban cho nhân loại. Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám đông, thấy đám rất đông dân chúng đến với người. Người đã chạy lòng thương, người chạy lòng thương từ chính con tim, từ chính con tim của người, bởi vì dân chúng đang hiện diện trước mặt người. Đây là một dân lầm than, một dân đang đói khát, một dân đang đói ăn, một dân đang theo Chúa. Và vì vậy với trái tim của lòng xót thương đó, người hỏi Philip-phê, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Có lẽ sự chạnh lòng, hay nói khác hơn, sự chạnh lòng chính là đặc tính của Thiên Chúa. Người luôn luôn thực hiện cho dân, bởi vì người thấy rõ tình cảnh của dân chúng đang đói khát. Người chạy lòng về thể hiện tấm lòng của vị mục tử nhân lành Giêsu, một tấm lòng thương xót của một vị Thiên Chúa luôn ưu ái, luôn luôn ban cho con người. Và vì thế sau này thì dân chúng cũng đã phải tự thốt lên, thật ông này là đấng tiên tri phải đến thế gian. Đấng tiên tri mà đến thế gian đó là đấng đang trao cho họ của ăn, đang giúp cho họ được ơn chữa lành. Nhưng tiếc thay con người ngày hôm nay lại hoài nghi lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta để cho lòng mình bị đóng lại, để cho cõi lòng của mình bị đóng lại bởi cuộc sống vội vàng.
Đôi khi chúng ta không kịp dừng lại để con tim có cơ hội rung lên trước những thân phận đang gặp cảnh gian truân. Chúng ta đang vội vàng đóng lại trái tim của mình. Hay có khi chính con tim của chúng ta chỉ rung lên theo một cung bậc tạm thời, một cung bậc của cảm xúc hời hợt nào đó. Để rồi sau đó chúng ta lại trở về với chính cái thế giới của mình. Và điều này chính trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng cảnh tỉnh và nói cho chúng ta về một thế giới với một lối sống vội vàng hối hả. Đó là lối sống chạy theo cái thành tích, chạy theo năng suất. Hay nói khác hơn, đó là lối sống gạt người già trẻ em ra khỏi lòng họ. Chúng ta đang gạt người già, cha mẹ của chúng ta, ông bà anh chị em của chúng ta và ngay cả những trẻ em ra khỏi lòng của chúng ta. Chúng ta đang bị cám dỗ bởi những lợi ích của cá nhân và chúng ta đã để cho thời gian bị trôi vào một cách lãng phí vô bổ mà thiếu đi sự quan tâm, lo lắng nơi những người lớn tuổi, là những người cha mẹ, là ông bà, là tất cả con cái của chúng ta. Và vì vậy chúng ta cần phải sống chậm lại để tạo tính liên đới nơi các thế hệ trong gia đình. Đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hãy sống chậm lại để tạo một tình liên đới nơi các thế hệ trong gia đình, nơi những người già, người trẻ. Và chỉ như thế thì sống hạnh phúc lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô thì chúng ta dám bước vào cuộc đời của tất cả những người chúng ta gặp gỡ, để nơi đó chúng ta có một sự đồng cảm để chia sẻ với họ những gian nan, những sầu khổ. Ước gì nơi mỗi người chúng ta cũng biết nói lời tuyên bố dân chúng khi xưa: thật, ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Xin cho chúng ta mạnh dạn đáp trả lòng xót thương Thiên Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta biết phục vụ cho lợi ích anh chị em của mình. Con mong
giữa sâu nhấn chìm lương tri thế gian, đời buông trôi theo những thác loạn thế gian. Hãy vững tin nơi lòng Chúa bao nhân hiền, cuộc khổ xa thiêu cánh hy vọng trong con tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tội lỗi tràn lan. Con tin yêu cậy trong phó thác, con kêu van lòng thương xót Chúa. Chịu chết thay cho trần gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con, xin Ngài đoái thương. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con. Thành ân con xin Ngài soi sáng cho
tròn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa yêu mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà nhiệm nguy chất đau, hồn con bước tới
cùng tới quê tìm đàn con ước mong. Chúa thương lẽ nào con ngã lòng, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa. Lạy Chúa uy quyền khá ai nên nguồn sống thế trời. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khá ai trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa sống thế trời. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng chọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con, xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Thank you.
Chính là nữ vương, là chàng xưa.